một này, hai này, ba này, bốn này. Ôi anh Khanh à, ơi. Anh làm gì ấy? À, bán xe nó ế, nó ngồi cái đếm chìa khóa chơi chơi. Thế anh đếm được mấy cái rồi? À, 5 cái rồi. Ờ, không biết nào, 6 rồi. Thế em đến làm gì? Em đến để xem một con xe nào nó vừa rẻ vừa đẹp không? À, rẻ vừa đẹp, em về em chạy khách hay là chạy công nhân hay là chạy học sinh? Em chạy khách anh ạ. Có chạy, chạy khách gì? Chạy khách nhà anh nhiều lắm đấy. Ừ. Đây, bây giờ như này này. Nhà anh chạy khách thì đang có 2019 đấy. À, 2019 này. À, và 2019 này. Ở đây 2013 nữa này. Đấy. 20 mấy? Đây 2015. À 2015. À, vâng. 2015 thì chiếc xe này biết anh có đang chào bán 410 triệu thôi. 410 triệu. Ở Na Giang Đức Kinh Niền. Ghế đời cao. 2019 là 540 triệu. Đấy, 540 triệu bản chung. Đấy, xe anh để xuống nhỉ anh nhỉ? Ô, xe xuống nữa mà như con này ngày trước ấy là 623 đấy, nhưng bây giờ anh bán xuống, bán bớt đi mấy chục triệu. Xe 2015 bản chung 410. Ừ, 410 đấy. 410 mà xe đẹp hết rồi anh nhỉ? Xe đẹp, máy zin. Ở đây, đây. Thế có con nào tầm 300 không anh? 300 thì con này. Con này đây, 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 em ra xem đây này. Con này 2013, nhưng mà con này chưa rút được hồ sơ, lấy về vẫn chạy được không sao cả. Đăng ký đăng kiểm bình thường, anh cam kết cho em. Và sắp tới đây, nó cho rút không chủ vẫn được em ạ. Thế 300 mấy anh nhỉ? Hả? 300 mấy nhỉ? Con này 315 triệu. 315 triệu. Xe này thì nó như nào anh? Xe này thì mỗi cái là tên công ty không chưa rút được, nó không, mất hóa đơn thôi. Em đang hỏi vấn đề con này là xe. À, vấn đề xe này em hỏi về cái gì? Xe có tình trạng của xe như thế nào? À, thì em phải về tình trạng về xe chứ. Tình trạng xe là nó không đâm đụng, không ngập nước, máy zin. Con này 13 máy zin cơ à? Ờ, máy zin chứ em, con này máy zin đấy. Con này đẹp, chạy có 30 vạn thôi, máy zin. Máy zin. Ờ, nội thất mới phết anh nhỉ? Ờ, nội thất đẹp mà, nội thất đẹp đấy. Còn 2019 đấy. Đây là 2017 anh? 2019 đấy, mà đen đấy. Đúng là 2019 à? Ừ. 2019 anh có cả bản nắp và bản chung em ạ. Đấy. À. Thế này con này là bản chung hả anh? Ừ, con này bản chung, bản nắp bên nhà. Giá vĩnh hơn 500 triệu nhỉ? Ờ, nếu mà em chạy học sinh thì có con 2011 ghế đời 2018 đỗ bên kia nhé. Đấy thì nó rất con là... đấy thì tầm bao nhiêu anh? Con 21 đấy? Đấy, 21 ghế đề cao mà nó lên 6 số rồi thì bên anh đang chào bán mức giá là 255 triệu bao rút hồ sơ. Dạ, vâng. Đục ná lại cho em một tí. Vâng. Đấy. Xe đấy, thì hiện tại nhà anh thì còn rất là nhiều. Em cứ... À, anh mới về con 2015 nữa, 360 triệu. 2015, 360 có ở đây không anh? Ừ, xe anh đang cho đánh bóng, lại dọn dẹp rồi. Đấy. Thế thì con đấy để... Thôi để... À, mai có gì em về, hai vợ chồng em ra xem trực tiếp. Ừ, đấy em cứ cân đối nếu mà... Con bổ rẻ thì có 2015 có 360 triệu thôi. Đấy em cứ xem ok thì qua lấy để cho. Nhá, dạ, thì vâng. Xe thì thực ra là tiền là của đấy thôi em ạ. Vâng, thôi để mai em với chồng em ra. Ok, thế em. Vâng ạ. Chào em nhá. Em về nhá. Vâng ạ. Tiếp thế mà cũng bán được xe chán thật.